Ôi, rét quá. Nước chè hả? Vâng ạ. Đấy, nước chè đặc, thuốc lào. Chú muốn cái gì cũng có. Ôi giời ơi, mấy hôm nay rét ghê. Vâng, rét chết thật đấy. Mà năm hết Tết đến, chú kéo cái xe gạch to tướng đi đâu thế này? Em đi bán đấy bác ạ. Bán gạch ấy à? Vâng. Ôi giời ơi, năm hết Tết đến người ta bán cao lương mỹ vị thì chú lại đi bán gạch thế này thì ai người ta mua? Khổ quá, chẳng giấu gì bác. Vợ chồng em làm công nhân, nhà thì lại sáu khẩu còn ăn, Tết chả có đồng nào. Thành ra thôi mang đi gạch đi bán kiếm cái Tết cho cháu. Khổ thế đấy. Cuộc sống bây giờ nó cũng vất vả. Vâng. Mà này, dạ, thế sao chú không chở cái xe gạch đến cái công trường nào? Hay là ra cái cửa hàng vật liệu xây dựng ấy mà bán? Chứ ở đây chẳng có ai mua đâu. Mà tôi thì cũng không có nhu cầu. Em cũng đi đến hết những cái chỗ mà bác vừa nói ấy. Nhưng mà đến cái chỗ cửa hàng vật liệu xây dựng, người ta đóng cửa, người ta nghỉ Tết. Còn ra công trường thì thợ người ta cũng phải về ăn Tết chứ bác. Mà đi thì có phải là nó ngon lành đâu, vất sao? Vả lắm bác ạ. Đấy, long nhong từ sáng đi khắp phố, đến mấy cái chỗ định nghỉ ngơi cái thì hết trật tự rồi công an ra đuổi, chạy như vịt. Vâng. Thì họ lại bảo chú đỗ xe sai quy định. Đúng rồi, đuổi đúng, thì cũng đúng, đúng thôi. Vâng. Nhưng mà nói thật, vâng, hoàn cảnh của chú tôi, vâng, cũng thấy thương lắm. Vâng. Nhưng mà tôi lại không có nhu cầu xây cất gì cả. À, hay là thế này nhá. Vâng, vâng. Chú cứ uống nước đi, vâng, để tôi gọi chú bơm ra đây, xem, vâng, chú có nhu cầu gì không. Vâng, vâng, tôi chăm sự nhiều hát được giúp em. À, chú bơm ơi, chú bơm. Quái lại đi đâu thế này, chú bơm ơi. Ôi trời ơi, anh ạ. Đây, đào bác cô. Ừ, ngồi, ngồi uống chén nước đi. Vâng, vâng. Chuyện là thế này. Vâng. Mà tôi tìm cho chú để gọi mấy câu là chú đi tận đâu mà xa thế. Đang đi gửi mấy cái đồ, đỡ phải vác về nhà là nó nặng. Ôi trời ơi, chuyện nó thế này. Vâng. Cái chú này này, năm hết, vâng, Tết đến, để đi bán cái xe gạch to tướng. Thế mà tôi thì không có nhu cầu. Chú xem mình có xây cất cái gì thì lấy tạm cho chú một ít được, vâng, không? Giúp đỡ em tí. Mua gạch ạ. Ừ. Vâng, vâng. Sao đấy? Sao? Bác nhẹ dạ cả tin thế? Có cái gì đâu. Bác không thấy có cái gì nghi ngờ? Thì tôi thấy người ta bình thường, chú này nói năng cũng đàng hoàng. Mà hoàn cảnh khổ lắm chú ạ. Hình như là một vợ mấy con cơ. Thôi thôi thôi, bác đừng có nghe nó trình bày. Trông mặt cái thằng này gian như cháy. Năm hết Tết đến cận ngày rồi. Hả? Nào, tự đi bán gạch. Ừ. Thế là thế nào? Sao không bán cái gì khác mà lại bán gạch nhỉ? Bán gạch này, Tết, à, chú gì nhỉ? Này, tôi bảo này, chú phải trả lời thật. Vâng, vâng. Thế gạch này chú lấy ở đâu ra? Lấy đâu ra? Dạ, gạch của em ạ. Gạch của chú? Em lấy ở nhà máy mà. À, có thấy chưa? Thôi được rồi, để tôi hỏi. Vâng. Chú đừng có nói với tôi là gạch này chú là ăn cắp ăn trộm ở nhà máy rồi mang ra bán nhá. Không, bác lại nghĩ em như thế. Em chân chất thật thà này. Đừng nghĩ em như thế, tội nghiệp em. Không, 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 không ăn cắp thì ở đâu ra? À, này đừng có nói với tôi là xe tải nó chở xong nó vãi ra đường xong nhặt được người này gạch nhá. Không. Nguyên vẹn như thế này nhá. Không, làm gì có chuyện thế, đấy ạ. Thế thì chú trả lời chúng tôi xem là gạch này ở đâu ra mà lại có để bán. Trả lời như này bác ạ. Cái gạch này nó ở nhà máy. Biết nhà máy rồi. Vâng. Thì vợ chồng em là làm công nhân nhà máy gạch. À, thế xong ăn cắp cái gì? Không, vợ chồng em làm công nhân nhà máy gạch. Thế thì Tết này ấy là nhà máy gạch của chúng em ấy làm ăn nó thất bát, không có tiền. À, thế xong là túng làm liều đây mà. Ấy, tôi chết rồi. Không, không phải thế. Các bác để cho em nói, các bác cứ để nghĩ em như thế. Thế bây giờ không ăn cắp thì ở đâu ra? Có nghĩa là thế này, vợ chồng em ấy thì làm công nhân nhà máy gạch. Biết rồi, nói lắm quá. Và thì cái gạch này là của nhà máy. Ờ, xong người ta cho. Không phải là cho. Khổ quá không. Chú cứ bình tĩnh cho người ta trình bày, chú cứ nhảy vào miệng. Thế bây thì giờ, làm sao mà bây trình giờ, bày bây được? Giờ em hỏi bác nhé, bây giờ của người ta không cho hả? Thì không ăn cắp thì là cái gì? Khổ quá, thế chú lấy ở đâu, chú giải thích xem nào. Nói thẳng ra. Vâng, em nói luôn đây này này. Vợ chồng em làm công nhân nhà máy gạch. Ô hai, cái thằng này nói nhiều quá nhỉ, tao biết. Thì bác để vợ chồng mày làm nhà máy gạch rồi. Vâng, em để em trình bày đấy. Thì nhà máy gạch của em năm nay ấy là làm ăn nó thất bát, không có tiền để thưởng Tết. Thế là người ta thưởng bằng sản phẩm luôn ạ. Và... thưởng Tết bằng gạch. Vâng, vâng, cái vâng. Xe gạch này là chú được thưởng Tết. Vâng, vâng ạ. Thế là cả nhà chú là... được 1.200 viên ạ. 1.200 viên, vâng, là vâng. Gặm gạch ăn Tết.
sao lại gặm gạch ăn Tết? Tức là người ta không có tiền thưởng, người ta quy ra sản phẩm bằng hiện vật chứ đúng gì? Rồi, đúng rồi ạ. Thế tức là bây giờ chú phải mang gạch để đi bán lấy tiền tiêu Tết chứ đúng gì? Rồi, đúng rồi. Trời ạ, rõ khổ. Thế mà không trình bày, chú cứ không trình bày rõ ràng làm tôi với chú Bơm lúc đầu nghi ngờ, lại tưởng là chú ăn cắp ăn trộm ở đâu ra. Đời thủa nhà ai Tết nhất lại đi bán gạch. Đúng rồi. Thôi thôi, hai bác cố gắng giúp đỡ em mua cho em một ít gạch để em kiếm cái Tết cho các cháu. Thôi lúc nãy là tôi có hiểu nhầm chú, thông cảm nhé. Nhưng mà thế này này, thực ra nhìn hoàn cảnh của chú tôi cũng ái ngại. Nhưng mà khổ nỗi là bây giờ đúng là trong khu này cũng có rất nhiều nhà người ta đang sửa sang nhà cửa. Nhưng mà bây giờ cận ngày quá rồi, người ta cũng nghỉ dọn dẹp hết rồi, chẳng ai người ta mua đâu. Mà bây giờ người ta có mua, người ta cũng chẳng có chỗ nào người ta kê cả. Thế cho nên là thôi, chịu khó đi tìm chỗ khác vậy nhé. À này, tôi thấy trước đây ở chỗ cái chú Thịnh ở đầu phố bên kia ấy, chú cũng hay làm cái nghề buôn gạch ấy, chú xem giới thiệu hay là để chú ấy đổ gạch xem cái lần đấy. Không, thằng đấy nó không phải cái nhà mà tập trung vào mà bán vật liệu xây dựng, là cái nhà bên cạnh, cái nhà mặt đằng sau. Còn cái thằng Thịnh là nó chỉ đóng gạch thôi. Đóng gạch à? Ừ, chứ nó mua gạch làm gì. Ôi giời ơi, thế thì vất vả quá. Thôi bây giờ thế này, chúng tôi cũng muốn giúp đỡ chú lắm. Nhưng mà quả thật ý, là năm hết Tết đến này, xây cất thì không xây cất, bây giờ rước một đống gạch về nhà người ta cười cho. Thôi bây giờ chú cố gắng đi hết cái dọc phố này. Bên kia như cũng còn một vài công trình người ta đang xây dở. Nếu người ta mua cho được thì tốt nhá. Thôi chịu khó vậy nhá. Thế em cảm ơn hai bác. Cố gắng kiếm cho cháu nó cái Tết. Vâng ạ. Tôi muốn về ngay căn nhà tựa ven đê, thương thân phù xe quanh năm vẫn già. Này, chú Bơm này, tôi nhìn thấy cái ông kéo xe này trông nó cứ giống cái hình ảnh của cái người ngựa ngựa người. Khổ, vẫn còn cái tình trạng thế này thì bao giờ mới hết khổ. Uống chén nước đã nào. Năm hết Tết đến rồi mà không biết còn bao nhiêu đúng cái chuyện. Em nhiều lúc em nghĩ là mình đã khổ, đã vất vả rồi, thế mà vẫn còn có những người còn khổ hơn mình. Mà này, cũng oái oăm thật đấy. Sao thưởng Tết cái gì không thưởng Tết lại thưởng bằng cái hiện vật. Thế mà cái công ty này, cái cơ quan này, cái xí nghiệp này nó thưởng bằng gạch. Thì ngộ nhỡ mà cái cơ quan mà người ta chuyên đóng quan tài để bán thì cuối năm người ta thưởng. Thì cũng lại bằng sản phẩm thôi. Ui giời ơi, ai mà mang được cái đống đấy về nhà. Thì không thì thôi thì khỏi tiền tự. Mà này, em nói cho bác nghe, chính thì có khi lại hay. Hay cái gì? Ông này ông kê gạch ở nhà thì người ta thấy buồn cười. Nhưng bây giờ chính ra cứ làm cái quan tài kê ngay giữa nhà. Khách khứa đến bố ai dám vào, khỏi phải tiếp khách, đỡ tốn tiền. Chuẩn bị làm sao đấy. Mà này, có khi mà cái cơ quan nào mà người ta bán tiểu sành, người ta không bán được, người ta lại cũng thưởng bằng tiểu sành thì vui đấy nhỉ. Mà này, còn hay nữa. Ví dụ như là, đấy còn có sản phẩm nhá. Thế em hỏi bác, ví dụ cái người mà làm ở công ty môi trường đô thị thì không hiểu là người ta sẽ thưởng cái gì. Thế bây giờ làm ở công ty môi trường đô thị, thế là mà cuối năm mà rác nó nhiều như thế, thế là chở đến mỗi nhà của một ông là một xe rác à? Thôi cười cái gì, nói vui thế thôi. Chứ đúng là xã hội vẫn còn những cái chuyện bất cập và oái oăm thật đấy. Em nói cho bác nghe, cái chuyện này không phải là bây giờ mới có đâu. Em nhớ ngày xưa hồi em bé, cái thời bao cấp ấy, là bố em này này, đúng mà sự thật luôn, là Tết được thưởng một bộ đùi đĩa xe đạp với một cái xăm. Đúng thật luôn đấy, sự thật luôn đấy. Thế thì chú không nhớ là trước đấy còn có cái thời là cùng một cơ quan chia ra làm hai tổ, nhưng mà có một cái xe đạp. Thế là ông thì bắt được cái vành, tổ bên kia thì bắt được cái khung. Cho ông bắt được hai cái lốp, ông bên kia lại bắt được hai cái xăm. Thế tức là một cái xe đạp còn chia ra làm 5 xe 7 cơ, chứ không sung sướng. Tức là 5 người đèo nhau vào một cái xe đấy. Thôi xã hội là thế, anh em mình ngồi đây cứ bàn việc xã hội thì đến bao giờ. Ở này cái bàn này. Chị kia, làm gì đây đấy? Sao giải vải ra ở chỗ vỉa hè là thế nào? Dạ, cảm phiền hai bác ạ. Cho em nhờ cái chút này một tí để em bán hàng. Bây giờ kiếm vỉa hè bán hàng khó quá ạ. Thôi được rồi. Thôi chị cứ ngồi bán đi. Đằng nào thì tôi cũng đã dọn hàng rồi, nghỉ Tết rồi mà. Dạ vâng, chị bán đi. Mà này, chị bán cái gì mà lại bày ra bán ở vỉa hè thế này? Dạ, em bán dầu ạ. Bán dầu? Vâng. Chị bán dầu nhớt, dầu luyên, dầu ma rút hay là... Dạ, dầu ăn ạ.
Dầu ăn. Vâng. Sao lại bán dầu ăn ở đây á? Ừ, dạ. Mà này, chị đừng có bán những cái hàng ăn uống theo kiểu như không có người quản lý rồi bán bừa bán bãi ở đây, người ta mua vào rồi mặc tiếng chúng tôi đấy nhá. Chúng tôi ở đây nhá. Đây này, bác xem nhá. Dầu ăn có thương hiệu hẳn hoi nhá, có ghi rõ địa chỉ hẳn hoi. Đấy, có cả đát sử dụng hẳn hoi thế này. À, dầu này, xịn đấy ạ. Cái này có tôi thấy có quảng cáo trên tivi đấy chú Bơm. Vâng, đúng đấy ạ. À, này, hay là chị là nhân viên của siêu thị rồi là móc ngoặc với thương lái rồi mang đồ ra ngoài để bán đúng không? Ôi chết. À, không phải là nhân viên siêu thị đâu ạ. Có một chữ viên nhưng mà em là giáo viên ạ. Sao thì giáo viên thì có liên quan gì đến dầu ăn? Ừ. Sao lại không liên quan ạ? Chúng em được thưởng Tết là dầu ăn ạ. Này, chị nói thế nào ấy chứ? Tôi nghĩ là chị làm ở công nhân nhà máy gạch thì người ta còn thưởng gạch. Ừ. Chị làm ở chỗ nào thì người ta thưởng sản phẩm đấy. Chị ở giáo viên thì có khi người ta thưởng phấn hay thưởng giáo án, chứ lại thưởng dầu ăn vào Tết thì nó chả có liên quan gì cả. Không phải như thế đâu ạ. Đấy là do công đoàn ở cơ quan em thưởng Tết cho đấy ạ. À, thế thì tốt quá. Cái công đoàn ở cơ quan cô thế là lo cho đời sống anh em quá còn gì. Chắc đúng là rồi. Nhiều quá không ăn hết thì mang ra bán gì. Không phải là như thế, mà là tiền hàng tháng bọn em đóng vào đấy ạ. Tức là tiền công đoàn là các chị phải đóng hàng tháng. Vâng. Thế xong bây giờ là công đoàn, thế là cái kiểu như là kia là gửi tiết kiệm đấy. Ờ. Thế là gửi vào thì bằng tiền nhưng mà lấy ra thì bằng dầu ăn. Vẫn chưa hết đâu ạ. Em có cô bạn cũng làm giáo viên ở trên vùng cao ấy. Cô ấy được thưởng Tết là 200.000 nhưng lại được thưởng bằng hiện vật ạ. Dạ đây ạ. Hạt bí với lại hạt hướng dương, nhưng mà trị giá có 100.000 thôi. Thế là thế nào? Người ta bảo là mang xuống xuôi bán thì được 200.000. Thế là cô ấy gửi bưu điện xuống đây cho em bán hộ đấy ạ. Ra là thế à. Đấy, em chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày hôm nay, ngồi hết vỉa hè nọ đến vỉa hè kia, ở đâu người ta cũng đuổi. Em đã bán được cái gì đâu ạ. Chết thật, Tết có 200.000 bao giờ. Mà này, dạ, tôi nghe thấy người ta nói ở trên đài, trên báo ấy, có những cái doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, người ta thưởng tận 700 triệu cơ mà. Ôi, những 700 triệu cơ ạ. Khổ thân con bạn em, nó phải được thưởng 350 năm mới bằng người ta được thưởng Tết một năm cơ. Đấy. Ôi giời ơi, khổ thật đấy. Bác Phù này, em thấy tình cảnh cái cô giáo viên này cũng đáng ngại thật đấy. Hay là em với bác giúp người ta đi. Nhưng mà bây giờ giúp bằng cách nào mới được chứ? Ờ thì em với bác mỗi người một ít, mua hộ cho người ta, cho người ta về đi rồi còn lo Tết nhất cho con cái. Mua hết cái số dầu ăn này với cả số hướng dương hạt bí này à? Ừ thì đằng nào Tết Tết mình cũng dùng mà. Thế chú hỏi xem là cô ấy lấy bao nhiêu tiền tất cả chỗ này. Ờ, chị gì ơi. Dạ. Thế toàn bộ chỗ hàng này của chị, cả dầu ăn, cả hạt bí, hạt hướng dương này là bao nhiêu tiền? Dạ, tất cả chỗ này có 500.000 thôi ạ. 500.000 à? Dạ vâng ạ. Thế này nhá, tôi 300, chú 200, rồi mua hết cho người ta nhá. Chứ trông cô thế này cũng hoàn cảnh và tội nghiệp lắm. Rồi rồi rồi, rồi em đồng ý thế. Rồi. Đây, cái tiền này là định mừng tuổi cho thằng lớn đấy. Ôi giời ạ. À, chị gì ơi. Dạ. Bây giờ thế này, chúng tôi thì cũng chẳng giàu có gì, thế nhưng mà thôi được rồi, đằng nào thì chúng tôi cũng sử dụng, thế cho nên là chúng tôi sẽ mua hết cho hàng này cho chị. Mua hết à? Phải nói thật thế này này, cái hoàn cảnh của chị ý, làm cho chúng tôi cảm thấy rất là thương tâm. Thế thì thôi thì năm hết Tết đến cũng đều phải dùng cả. Thôi thì giúp đỡ nhau một chút, coi như nó là khỏi phải đi mua ấy mà. Thôi chị cứ cầm số tiền này coi như đây, chúng tôi mua hết cả. Vâng ạ. 500 của chị đây. Em cảm ơn các bác ạ. Em không ngờ trên đời này lại có những người tốt như các bác ạ. Em chúc các bác ăn Tết vui vẻ ạ. Em cảm ơn ạ. Vâng, thế, dạ, vâng ạ. Chúc chị ăn Tết vui vẻ nhá. Dạ vâng. Thế là dầu ăn của tôi, còn hạt bí với hương dương của chú. Vâng. Thế mà tôi cảm thấy nó cứ thế nào ấy chú ạ. Thế nào gì? Bác phải vui lên. Bác thì nghỉ hưu lâu rồi, mà em thì từ bé giờ chẳng cơ quan đoàn thể gì cả. Thế mà tự dưng Tết này lại ăn Tết lại có cả quà thưởng của cơ quan.